Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican tới thăm Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, sáng thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2024, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã có chuyến thăm tại Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương. Cùng đi với ngài, có Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam, Đức ông John David Pusser, Thư ký Bộ Ngoại giao, Cha Du Xe Đào Nguyên Vũ, tránh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và cha An Phong Sô so Phạm Hùng, tránh văn phòng Tòa Giám mục Tổng giáo Phận Hà Nội. Vào lúc 8 giờ 20 phút, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã có buổi gặp gỡ các bác sĩ tại Trung tâm Quốc tế, Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau lời chào mừng, ông Trần Minh Điển, phó giáo sư tiến sĩ, giám đốc bệnh viện, đã trình bày những chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Nhi Trung ương với Bệnh viện Bambino Gesù của Roma từ năm 2005. Cùng với đó, Ông cũng cho biết những thành quả mà bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua. Đáp từ, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher bày tỏ niềm vui vì sự hợp tác của hai bên trong một khoảng thời gian lâu dài. Ngài nói, các em cần được sự quan tâm và chăm sóc của tất cả chúng ta. Ngài cũng chúc mừng về những thành quả mà bệnh viện đã đạt được. Ngài hy vọng hai bên sẽ tiếp tục cộng tác với nhau về các lĩnh vực chuyên môn. Nhân chuyến thăm, Đức Tổng giám mục Gallagher cũng gửi tặng bệnh viện 50 xuất quà cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn